Cô ơi, cơm thừa canh thừa của các bạn đổ ở đâu hả cô? Cứ đổ chung vào nồi kia kìa. Nhưng mà đây là đồ thừa mà. Bảo sao thì cứ nghe vậy đi, đừng có mà ý kiến. Đồ cũ đồ mới cứ trộn hết vào nhau. Lát nữa lớp sau nó đến thì cứ lấy ra cho chúng nó ăn. Đóng tiền để ăn chứ có phải là đến đây ăn xin đâu mà cho ăn uống sơ sài thế này. Vài miếng thịt, vài cọng rau. Cô ơi, vào đây cháu bảo cái này. Không lo ăn đi, còn bảo ban cái gì? Cô xem thế nào, canh lại có cả sâu bọ đây này. Cái thằng này không biết cái gì cả. Rau có sâu bọ mới là rau sạch, còn rau mơn mởn ra là rau phun thuốc, không an toàn thực phẩm. Đồ xịn đấy, húp thần lực vào. Thằng Ngao lâu ghê không thấy nó về nhỉ hết ơi. Con thấy nó bảo là phải đi học quân sự trong 2 tuần không về đường. Học quân sự tập tành vất vả, không biết là có được ăn uống đầy đủ không nữa. Mẹ không phải lo, cháu nó cũng lớn rồi nên sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Với lại nhà trường cũng phải thu xếp đâu đấy cho sinh viên chứ. Học quân sự hình như là có cái mục mốt 21 học dốt cũng đòi lên lớp đúng không? Đấy người ta gọi là diễu hành. Dạ con chào bà. Chào bố, chào mẹ. Tưởng đợt này là học quân sự cơ mà sao lại về? Con về xin ít tiền ăn. Đợt vừa rồi mày xin bố mẹ gần 2 củ để đóng tiền ăn ở trong vòng 2 tuần. Sao giờ lại về xin tiền ăn? Hay là lại cho đứa nào? Bố mẹ cho con tiền đi ăn đi học chứ có phải là đi chơi đâu mà mang cho. Chả là nhà ăn họ cung cấp đồ ăn thức uống kém chất lượng quá. Cơm thừa, canh cặn rồi à. Canh có sâu bọ vẫn mang cho sinh viên ăn. Nhà trường không có đội ngũ giám sát hay sao mà lại để họ làm ăn bố láo như thế? Sinh viên học hành đã vất vả mà ăn uống như vậy thì lấy đâu ra sức mà học? Mình lấy tiền đưa cho con để con nó ăn thêm ở ngoài. Này Ngao ơi, học quân sự cũng phải tập trung mà học cho hẳn hoi chứ không phải là học qua loa cho xong đâu đấy. Phải nắm được kỹ năng cơ bản, mai kia đất nước có cần thì còn biết mà sử dụng. Vâng, cháu biết rồi bà. Đây bà cho đôi đồng lên đấy mà uống nương, cố gắng học cho tốt nhá. Này, con xin, con chào bà. Con chào bố, chào mẹ, con đi. Mình à, khéo tôi phải chạy lên chỗ thằng Ngao xem nó ăn ở thế nào. Ở nhà không yên tâm. Thì mình lên đấy đi. Nếu mà vấn đề gây bức xúc nhức nhối thì phản ánh với nhà trường. Cứ để đấy, được đằng chân lân đằng đầu. Họ cứ làm sai thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh viên. Cho tí nước, ít rau, ít muối vào là thành nồi canh. Thật thà ăn cháo, bố láo mới ăn cơm. Này cô, sinh viên họ kêu ca là ở đây có chuyện cơm thừa canh cặn đúng không? Cái lũ này vô ơn thật đấy.
ăn bát đá cháo. Cơm thừa có nghĩa là cho nhiều cơm ăn không hết thì thừa. Canh cặn có nghĩa là canh ngon quá, húp còn mối cặn, không biết ơn thì thôi lại còn kêu ca. Cô cũng lý lẽ ghê. Thế tôi hỏi cô, cơm có rán, canh có sâu bọ là sao? Đúng là không hiểu biết gì cả. Vũng nước mà con ngựa nó uống là nước sành, còn hoa quả mà chim nó động vào là hoa quả ngon. Cơm mà có rán nó ăn ấy, là cơm nhiều chất dinh dưỡng. Còn rau mà có sâu bọ thì là rau không phun thuốc. Đồ xịn sò thế còn kêu gì. Đúng là lưỡi không xương muôn đường lắt léo. Tôi sẽ báo cáo vấn đề này với hiệu trưởng. Thưa với ông hiệu trưởng là vụ việc nhà ăn cung cấp thức ăn kém chất lượng cho sinh viên ông đã biết hay chưa? Tôi cũng đã được nghe qua về vấn đề này. Đứng đầu một ngôi trường lớn, ông phải quan tâm tới sinh viên của mình chứ lị. Cơm thừa, canh thừa dùng lại. Nhớ em nào mà bị bệnh truyền nhiễm, lây lan cho cả khoa, cả trường thì hậu quả sẽ như thế nào? Tôi sẽ trực tiếp xuống đấy để xem sao. Đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Vấn đề xảy ra rồi mới xem. Đáng nhẽ phải thực hiện giám sát ngay từ đầu mới phải. Hay là nhà ăn có người nhà của thầy? Vụ việc nhà ăn cho sinh viên ăn cơm thừa, canh thừa là có thật hay không? Ăn như thế chắc không sao đâu. Bây giờ thế này. Bỏ. Thầy mang đồ thừa của thầy đây. Đây, không sao thì cô tặng đi. Này. Sinh viên là một trong những thế hệ tương lai của đất nước, không chăm sóc giúp đỡ thì thôi, lại còn làm ăn bố láo. Tôi bị bệnh thối mồm. Cô ăn lại đồ thừa không biết là có sao không nhỉ? Trời ơi! Bỏ mẹ rồi.